Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng 7 tháng 7, thì cũng có ni trưởng tại Tịnh Xá Ngọc Trường đây có nhã ý thỉnh tôi đến để trao đổi cùng quý vị trong khóa tu Phật thất hôm nay. Vậy thì trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chống vãng sanh cực lạc và thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Thì cũng như từ trước giờ tôi đã giảng đó, thời buổi hôm nay là thời mặc Pháp, thì bất cứ giáo Pháp của Phật nào thì cũng phải chịu cái thành trụ hoài không. Thì trong cái thế giới hiện tượng này phải qua cái đó thôi, sanh già bệnh chết hay là thành trụ hoài không. Thì khi Đức Phật tịch rồi thì 1.000 năm chánh Pháp, vì thâu người nữ còn 500 năm, 1.000 năm tượng Pháp, thì tức là từ 1.500 năm trở về sau là mạt Pháp. Mạt Pháp 10.000 năm, thì bây giờ là 2.500 mấy chục năm rồi, tức là đang thời trỗi mạt Pháp. Thì chánh Pháp có nghĩa là người tu nhiều đắc quả rất nhiều, có thể nói 99%. Thì sau Phật tịch 500 năm người ta đắc quả rất nhiều, vì đó là thượng căn thôi. Rồi tới 1.500 năm, từ 600 năm trở về sau, người tu nhiều đắc quả phần nửa thôi, 50-60%. Từ 1.500 năm trở về sau, tức là thời buổi chúng ta, người tu rất nhiều, người đắc quả rất ít. Tại sao vậy? Tại vì xa Phật quá xa, thì cái giáo Pháp nó bị cải sửa, tà ma ngoại đạo nó xen vào đó. Thành ra chúng ta thấy ở trong kinh, cổ đức có kể một câu chuyện thức cười, tôi xin kể lại. Đó là, nói là có một cái chùa đó, ở trong rừng sâu, nổi tiếng là chân tu. Thì cái mấy vị thiền sư tu rất tinh tấn, và Phật tử rất hâm mộ. Nhưng mà con đường đi vào chùa nó rất là khó khăn, phải qua một cái xóm rất là đông đúc rồi mới vào trong cái rừng chùa đó được. Thì chùa nằm ở trong rừng, thì đi qua cái xóm đó thì có nhiều ngã tẻ, cũng như bây giờ chúng ta thấy có ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã bảy thì mới vào tới trong chùa được. Thì thường thường đó Phật tử đi đến thăm chùa đó thường đi lạc đường. Có một số người ta đi quen, cứ là một tháng người ta đi 3-4 lần thì người ta có thể lần mò người ta kiếm ra được, còn đa số là phải bị lạc đường, phải nhờ những cái người dân tại đó người ta dẫn đường. Thì có người dẫn đường người ta phải lấy tiền. Thành ra các sư thấy nó phức tạp, nó khó khăn, thì các sư mới họp nhau bàn. Cuối cùng đó, cái ý kiến là làm cái bản chỉ đường, tức là mỗi cái ngã tư, ngã năm, ngã sáu, ngã bảy đó có cái mũi tên chỉ đi con đường đó. 6 ngã thì chỉ đúng cái ngã thì đi mới đúng được. Thì các sư lấy làm lạ, hồi xưa mà chưa có bản chỉ đường đó thì người ta lạc ít, tới nay có bản chỉ đường lạc rất nhiều, cả tới những người đến chùa thường nhất cũng đi lạc luôn. Quý vị biết tại sao không? Hồi xưa chưa có bản chỉ đường thì có một số lạc thôi, một số nào đến chùa 1 tháng 2-4 lần thì người ta có thể người ta kiếm đường đi được, người ta quen. Còn mấy Phật tử lạ lạ thì đi bị lạc. Còn bây giờ những người đi quen thường nhất cũng lạc luôn, có bản chỉ đường mà càng lạc nhiều hơn trước. Quý vị biết tại sao không? Thì trong đó các sư mới đi ra kiếm coi cái lý do tại sao kỳ vậy. Hồi xưa ngã năm, ngã sáu, ngã bảy đi lạc, bây giờ có mũi tên chỉ vào chùa đàng hoàng rồi đi lạc còn nhiều hơn trước nữa. Cả đến những người đến chùa thường nhất
thuộc đường nhất, bây giờ cũng đi lạc luôn. Thì các sư mới đi ra coi cái bản chỉ đường, thì thấy nó bị sửa. Mấy đứa chăn trâu, mấy mà người hơi lý lắc, nó nhổ cái bản nó sửa qua bên khác, nó dây cái mũi tên thay vì bên này nó dây qua bên kia. Thì những người ta đi quen rồi, người ta dựa vào mũi tên người ta đi, mà dựa vào mũi tên mới lạc. Chứ còn nếu mình đi quen mình lần mò thì không lạc. Bây giờ tin mũi tên cho nó bị lạc. Cái ý tôi muốn nói gì quý vị biết không? Cái chùa đây đó là đạo Phật, cái chỗ giải thoát. Rồi kinh sách, các nhà sư giảng pháp, đó là cái bản chỉ đường. Kinh sách Phật để lại, với tôi giảng pháp, đây là cái bản chỉ đường, nghĩa là chỉ cho quý vị đi đến thành Phật. Nhưng mà nhiều người quá, mỗi người cái trình độ khác nhau, thành ra chỉ nó khác nhau, nhiều khi nó mâu thuẫn nữa. Thành ra Phật tử bây giờ chớ giới không biết nghe ai. Những người nào đi nghe pháp nhiều thì biết, lợi đằng này ông sư nào cũng giảng khác, qua bên kia ông thầy ông giảng khác, nghe 10 thầy 10 sư giảng khác nhau hết, có khi còn mâu thuẫn nhau nữa. Bây giờ không biết Phật pháp là cái gì. Quý vị nào mà có đi nghe pháp nhiều biết. Phật tử lại hỏi tôi sao sư giảng khác mà mấy sư kia giảng khác. Con thấy 10 sư giảng 10 cách khác nhau, cũng đồng thời pháp môn tịnh độ, mà có người, có nhiều sư giảng nói niệm 4 chữ không giảng sanh đâu, phải niệm báo 6 chữ, phải Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Con hỏi tại sao vậy sư? Nói chữ Nam Mô là kính lại, mà không kính lại là bất kính, làm sao giảng sanh được? Chết chưa? Còn có sư thì nói cái 6 chữ 4 chữ không thành vấn đề. Niệm Phật đâu phải niệm bằng miệng, mà niệm ở tâm á. Bây giờ một chữ á, cũng giảng sanh, mà bây giờ không niệm gì hết, chỉ nhớ Phật, nghĩ Phật không cũng giảng sanh. Mà con tên ai sư? Mà có gì thì nói niệm Phật phải lần chuỗi, không lần chuỗi không giảng sanh. Thì có gì nói lần chuỗi khó giảng sanh, khỏi lần chuỗi mới dễ giảng sanh. Mà có gì nói lần chuỗi cũng được, không lần chuỗi cũng được. Niệm Phật là niệm ở tâm chứ không thể niệm ở chuỗi. Rồi con biết tên ai bây giờ? Thành ra thời buổi này nó khó lại cái chỗ đó. Tà sư ngoại đạo với mấy người sơ cơ đây xen vô giảng Phật pháp theo cái hiểu biết của mình. Còn Phật tử thì sơ cơ, ở nhà bận rộn đủ thứ, tin vào các sư, tin vào cái bản chỉ đường. Mà cái bản chỉ đường được sửa tùm lum, nó mũi tên các sư là phóng vô ngay cái chùa, rồi nó bẻ qua bên tay trái ngã 7, rồi nó bẻ tùm lum, rồi đi tới cái ngã 6 thì nó bẻ chỗ khác nữa, rồi đi tới ngã 5, ngã 4 nó bẻ chỗ khác nữa, rồi không biết đâu mà đi. Rồi cuối cùng là không đến cái mục đích của cái chùa, không đến đạo Phật được, mà đến đạo người trời. Cái đó là cái đau lòng của thời buổi này. Rồi còn Đức Phật thì các nhà sư tu rất tinh tấn, cái hiểu biết nó giống nhau, thành ra cái giảng nó tương tự nhau. Phật tử thấy ông sư này giảng cũng vậy, ông sư khác cũng giảng vậy, ông sư khác giảng giống hệt nhau, rất dễ nắm. Còn bây giờ 10 vị mượn dài giảng 10 cách, nhiều khi nó mâu thuẫn nhau, rồi mình không có trình độ, mình không biết làm sao. Hỏi tôi phải cần chủng chứ đại bi ông sư. Rồi tôi hỏi tụng chú Đại Bi làm chi vậy? Nói tụng chú Đại Bi để Quan Âm hộ độ, nó giảng sanh. Tôi nói thì bây giờ gì thôi, cô cầu Quan Âm đi, Quan Âm tu thế cho mình luôn. Mình không tin ở mình mà tin ở Quan Âm, tin ở A Di Đà. Mà Di Đà có thể giúp mình giảng sanh được không? Di Đà là cái bản chỉ đường, cái trợ chiến thôi. Thành ra Phật tử cái khó khăn đó là bỏ mình đi cầu ở chỗ khác, đi cầu ở chỗ khác. Thành ra cái khó khăn nhất đó là mình mới là chánh. Rồi bây giờ tới có cái vụ gì mà ở Châu Đốc đó, thì cái sấm giảng đã nói mấy chục năm về trước rồi. Hồi lúc tôi hồi trước tiếp thu, tôi còn đương đi dạy là tôi đã biết vấn đề sấm giảng rồi. Thì có cái bài kệ gì, có một trạng trình nó long dĩ xà đầu khởi chiến tranh vậy đó,
Càng qua xứ xứ Động Đao Binh Mã Đề Dương Cước Anh Hùng Tận gì đó. Thì ông Quỳnh Phú Sổ thì mới đặt ra là mèo kêu bá tánh lo sao đến chừng rồng rắn máu đào chính ghê vậy đó. Còn bây giờ tới nhà chiêm tinh thế giới, đoán rằng năm tới là năm nay là năm mèo. Mèo kêu thì bá tánh lo sao, quý vị bây giờ hết hồn hết vía, đang tim đập. Đến năm tới là năm rồng thì bắt đầu có chiến tranh. Rồi các nhà chiêm tinh thế giới mới đoán rằng 21 tháng 12 năm tới đây là chiến tranh thế giới này đã bùng nổ, nước ngập cả thước, con người ta chết rất nhiều. Thành ra bây giờ tu rất nhiều. Hỏi mà sư, bây giờ con thọ giới vị Tam Bảo con khỏi chết được không? Sứ Ngầu, tôi nói bây giờ thế giới có tận thế đó, bây giờ cô khỏi chết rồi cô sống hoài không? Không phải chết đó. Còn bây giờ thế giới không tận thế, bây giờ người ta chết hết, mình cô sống cô chịu không? Mình thấy rằng mình không hiểu được mà mình cứ sợ ở ngoài không. Mà chết là cái gì chứ? Tôi hỏi cô chết là cái gì? Cái gì chết, cái gì không chết? Mình không hiểu, mình cứ lo bên ngoài không. Bây giờ quy Tam Bảo, thọ trì năm giới rồi khỏi chết hả? Còn nếu không quy y mà không thọ trì năm giới thì phải chết sao? Mà chết là cái gì chứ? Còn sống là cái gì chứ? Tại sao mà không tìm hiểu mà mình có đặt vấn đề rồi mình cứ lo sợ hoài? Cũng như năm 2000 đó nói tận thế. Bây giờ nhiều chỗ đi mua đèn cầy, nó 7 ngày 7 đêm không có điện gì đó. Mua đèn cầy đốt rồi mua vô tỉnh xá cho tôi nữa. Tôi nói hồi không có cái vụ này đâu, không có điện thì thôi. Vì cho hồi xưa ông bà mình không có điện rồi sao? Thì nó tối rồi, nó tối cho, nó tối cho mình cũng tận thấy chứ không thấy đâu mà sợ. Chúng ta sợ vấn đề chết mà chúng ta không dám tìm hiểu nó. Chết là cái gì mới được chứ? Có cái gì chết, có cái gì sống không? Hôm nay tôi tính giảng cái đó đấy. Thành ra cái Phật tử cứ có chuyện tới là lo sợ. Rồi muốn cầu Quan Âm, muốn cụng chú Đại Bi, muốn niệm A Di Đà Phật để A Di Đà cứu trợ cứu mình. A Di Đà cứu mình được không? Nếu A Di Đà không cứu thì ai cứu nè? Ai cứu mình đây? Ai cứu mình? Chỉ có mình cứu mình thôi. Mà mình cứu bằng cái gì? Cứu bằng cái miệng hả? Ngủ đây là tôi cứu tôi, được không? Muốn cứu mình phải làm sao? Có ba điều thôi, nhớ không? Thì Đức Phật đã lo trước cho mình, đã dạy cho mình lâu rồi, mình cứ bỏ. Ba điều đó là gì hả? Ai biết nè, ai biết đưa tay lên nè. Bữa nay tôi cạo tóc hết á, ai mà không biết là tôi cạo đầu á. Tôi giảng lâu quá rồi. Đầu Phật có ba cái thôi, thấy không? Một là thân phải tự giới. Hai là tâm phải gì? Phải thiền định. Rồi ba là gì? Thân rồi tâm rồi cái gì nữa? Rồi cái diệu dụng của cái tâm là cái trí tuệ, phải sáng suốt. Có ba cái này là giải quyết vấn đề. Còn tịnh độ sửa lại là thành cái gì? Giới là gì? Giới là hành. Rồi định là gì? Định là tính. Còn huệ là gì? Huệ là gì? Nguyện. Ít ra cũng phải giỏi vậy, cho anh tràng pháo tay để nhớ. Trời đất ơi, chút nữa tôi bắt từ người trả nha. Phải giới nè, phải định nè, phải huệ nè, phải hành nè, phải tính nè, phải nguyện nè. Hành là phải năm giới. Thuộc năm giới hết không? Ở đây ai không thuộc năm giới đưa tay tôi coi nè. Ai mà năm giới chưa thuộc nè? Thuộc hết phải không?
Mà đạo Phật hay năm giới phải giữ, năm giới ác phải lánh và năm điều lành phải làm. Đây đây làm được chưa? Tôi đi đâu tôi bắt trả cái đó. Bữa nay bắt trả nữa không? Còn cái thứ hai đó, cái đó là mới cái thân thôi, tức là giới, tức là hành đấy. Còn muốn hành được thì phải giữ giới cho kỹ và niệm 4 chữ hoặc 6 chữ. Còn nếu ai cao nữa khỏi cần niệm, chỉ làm sao nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, đó là qua cái tâm rồi đó. Còn cái định đó, tức là cái tính, tin ở Phật, tin ở sự, tin ở lý, tin ở sự lý, tin ở sự sự. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, chìm đắm trạng thái niệm Phật, đó là tin ở sự. Rồi từ đó qua lý, tức là niệm bằng tự tánh Di Đà. Cái này tôi ít có nói tới, chút nữa chừng tôi có giảng về cái đó. Cái đó thì hơi cao. Rồi qua tới cái huệ, tức là cái nguyện. Con người thông minh, con người sáng suốt, con người đó mới chịu chết. Có nhiều người như nãy ở Vĩnh Châu xuống thăm tôi, bệnh ung thư, là tới thời kỳ bác sĩ chạy rồi, ở Việt Nam chạy trở qua Trung Quốc, Trung Quốc chạy rồi trở về nữa, mà không chịu chết. Chúng ta rất là sợ cái chết, rồi ở đó mà nhức nhối là đau đớn, để rồi cuối cùng kiệt quệ mới chịu chết. Mà chúng ngay bây giờ chúng ta phải biết cái gì chết và cái gì sống, cái gì không chết. Đức Phật có chết không nè? Chết không? Bao nhiêu tuổi ngài chết? 80. Rồi cho quý vị sống 90, quý vị chịu không? Chịu không? Cho quý vị sống 80, rồi từ 80 tới 90 quý vị nằm la liệt một chỗ, lỡ cái lưng luôn, 10 năm trời rồi mới chết, quý vị chịu không? Rồi bây giờ chết liền mà giảng sanh, quý vị chịu không? Chịu. Giảng sanh về đâu? Cái gì giảng sanh? Linh hồn ra làm sao bỏ lớn? Rồi tôi nói là cái đó hơi khó. Tại sao bây giờ không tìm hiểu? Để rồi cái lờ mờ, cái sợ hoài. Quý vị tu theo thân thể hay tu theo linh hồn? Đúng là hồn tu làm sao? Tôi đầu quá đi, có miệng nói thì hay. Ai mới trả lời tu linh hồn nè? Tu linh hồn là tu làm sao? Tu thể xác là tu làm sao? Tôi niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa. Là tu đó linh hồn hay là thể xác? Thể xác hay linh hồn? Cô Bi, đâu có cái micro đâu. Ai đưa, ai chịu khó chạy cái nào bữa nay không? Thế là coi chừng có đồ tốc á. Nay tôi gạo cội, tôi gạo một chút nữa coi, tôi tính vô qua Bát Nhã đây mà thấy coi bộ bữa nay đông quá đủ mặt hết. Nay tôi thấy Phật tử khá khá không á. Rồi giờ cô giữ giới rồi, cô niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa. Cái này tu cho linh hồn hay tu thể xác? Mô Phật, kính mạch sư, tới cái định vị thiền đó là niệm Phật bằng cái linh hồn, tức là mình lắng nghe cái tiếng niệm Phật đó mà giữ cái biết, giữ lấy cái biết đó. Tôi hỏi cô cái câu hỏi nè, cô niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, rồi nó tràn đầy linh hồn hết, rồi cô muốn niệm là trong đó nó niệm ra, như vậy là niệm bằng linh hồn hay là niệm bằng thể xác? Kính mạch sư, là tới cái giai đoạn nhị thiền đó là nó trào ra từ cái linh hồn của mình đó. Chủng tử niệm Phật đã nhiều rồi cho nên nó tràn đầy nó ra. Thì tôi hỏi cái đó là niệm bằng linh hồn hay thể xác, niệm nhất niệm hay vô niệm? Mạch sư, đó là nhất niệm. Nhưng mà nhờ thiện tri thức hướng dẫn thì mình có thể chuyển qua là lắng nghe. Lắng nghe là sao? Lắng nghe là tức là kính mạch sư, thì lúc đó là cái mình chỉ nương vào cái tiếng niệm Phật và giữ lấy cái biết thôi.
Thì đó là cái phần mà gọi là cái cái nhất niệm nó, cái vô niệm nó khác nhau làm sao? Kính mạch sư, cái nhất niệm nó là còn tập trung, còn cái vô niệm là tức là lắng nghe cái tiếng niệm Phật mà mình không chạy theo, mình chỉ giữ lấy cái biết thôi. Đâu, cô cho một cái thí dụ coi. Thì gặp cậu đó, có lỗi mà quay dẫn đâu. Kính mạch sư, thí dụ như là lúc mà con niệm Phật đó thì cái tiếng niệm Phật nó hiện khởi lên, thì con có thể nghe được cái tiếng niệm Phật và có thể nghe được nhiều cái thứ tiếng bên ngoài như tiếng gió thổi hay là tiếng dế kêu, mà mình không chạy theo cái tiếng, những cái âm thanh đó mà giữ lấy cái biết, thì đó là niệm theo linh hồn và giữ lấy cái biết đó. Ừ, niệm theo nhất niệm là niệm sao? Niệm theo tư tưởng là niệm sao? Còn niệm theo tư tưởng tức là mình tập trung, mình gạt bỏ hết tất cả những cái tiếng động bên ngoài mà chỉ giữ cái câu niệm Phật thôi. Đâu, cô cho cái thí dụ cho rõ coi. Bây giờ cô niệm Phật nè, làm sao gọi là nhất niệm, sao gọi là vô niệm? Kính mạch sư, thí dụ như con niệm Phật mà nhất niệm á, thì cũng đồng thời là con niệm theo cái thứ, cái tiến trình là tức là sơ thiền là đếm số, Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2. Rồi có những cái tư tưởng xen tạp vào thì con loại bỏ ra và con trở về con niệm nữa. Rồi đó là cái xong cái giai đoạn tầm, và tới sát thì con chỉ lắng nghe cái tiếng niệm Phật. Con chỉ niệm cái tiếng niệm Phật mà không còn đếm số nữa. Thì đó là cái giai đoạn của sát. Và tới cái giai đoạn thứ ba là cũng có tiếng niệm Phật nữa, nhưng mà con chỉ lắng nghe mà theo dõi cái tiếng niệm Phật đó. Và khi mà có tư tưởng xen tạp vào thì con có thể trở lại đếm số hoặc là không đếm số. Thì đó là cái giai đoạn của nhất niệm. Thì có cái phần thô hoặc là phần di tế. Còn vô niệm là sao? Còn vô niệm thì tức là có nhiều cái tiếng nhưng mà không chạy theo cái tiếng nào hết, mình không bị nó chi phối, giữ lấy cái biết đó như vậy. Thôi được rồi, ngồi xuống cho tràng phá tay đi, chưa rõ lắm. Thôi giờ trở lại. Bây giờ tôi muốn giảng về cái nhất niệm với cái vô niệm trong niệm Phật đấy. Thì nếu mà niệm nhất niệm là niệm theo người trời, là tập trung mạnh, kỹ, lâu và sâu. Rồi niệm theo vô niệm là niệm theo đạo Phật, là không có tập trung nữa, nghe hết tất cả. Nhưng mà theo đạo Phật thì khó ạ. Tức là chúng ta phải hiểu về cái tiến trình của sắc thân của chúng ta. Mà cái tiến trình sắc thân của quý vị đó thì đòi hỏi quý vị phải tìm chỗ vắng, ngồi lại mà lặng lẽ nhìn nó, phân tích nó, mổ xẻ nó thì mai ra mới hiểu. Chẳng hạn như tôi ngồi đây, tôi có mắt nè, có tai nè, thấy mắt tôi không? Thấy lỗ tai không? Thấy lỗ mũi, thấy cái miệng, đó là 4 căn, thấy sắc thân là 5 căn, thấy cái ốc là 6. Quý vị thấy thường quá, nhưng mà không thường đâu. Nếu quý vị sống theo cái thân ngoài này, đó là quý vị ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, là quý vị có hay đâu. Và khi con mắt tôi mà tiếp xúc với cái đồng hồ, thì đầu tiên là cái đồng hồ nó nằm trên tròng đen của tôi, thì chưa có cái biết đâu, chỉ nhận lấy sự vật thôi. Rồi tới giai đoạn thứ hai là dây thần kinh thị giác mới tiếp xúc với cái đồng hồ ở trên tròng đen. Thì cái này là các ạ, cái này quý vị không biết đâu. Nếu quý vị có tu, quý vị để ý thì mới thấy nó giai đoạn đó. Thì cái này là qua người trời đó, chứ không phải là tầm thường nữa. Rồi dây thần kinh nó mới rung động, dây thần kinh thị giác á. Nếu có học quý vị mới biết nó, còn thường thường dây thần kinh thị giác quý vị không biết đâu. Có vô bác sĩ coi nó mổ mà nó có những dây lăn tăn. Có cái sắc thân thì dễ thấy nhất. Sắc thân của tôi đó là có cái da bọc lấy thịt xương thì sắc thân dòm thấy. Nhưng mà dây thần kinh xúc giác quý vị có thể thấy được. Đó là những cái dây gân. Người ta nói chích gân là chích vào đó.
thì dây gân mới là chỗ cảm giác, còn cái thịt tôi là cái cảm giác lờ mờ, nó thuộc về ngạ quỷ. Chẳng hạn như tôi cầm lấy cái bình thủy này, thì cái da tay tôi mới tiếp xúc với cái bình này, thì tôi chưa có cái biết đâu. Tôi biết rằng có vật tôi cầm, nhưng mà vật gì thì nó không biết. Rồi sau đó dây thần kinh xúc giác của tôi trên tay là có dây thần kinh xúc giác, tức là dây gân đó. Tôi ốm thì thấy nó rõ lắm, tức là nó chích gân đó. Thì cái gân này nó mới tiếp xúc với cái bình thủy ở trên bàn tay đó. Thì nó mới có sự rung động, thì bây giờ mới cảm giác mới phát hiện. Người ta nói bán thân bất toại là do chỗ đó. Thí dụ quý vị đi vô nhà bếp, quý vị làm đổ nước sôi ở nửa thân mình thì phỏng cái da thôi, thì quý vị đau đó, nhưng mà cái đau nó nhẹ. Mà quý vị chích vô thịt, quý vị bán thân bất toại đó, thì cái bán thân này đau nặng hơn. Thì đây là cái đau của dây thần kinh xúc giác. Còn cái da bị phỏng là cái đau của dây thần, của chưa có đụng dây thần kinh, mà nó kêu là phù trần căn. Còn dây thần kinh xúc giác mà đứt đó thì bán thân bất toại, đây là tịnh sắc căn. Khi mình chết rồi đó, sắc thân này chết liền, nhưng mà dây thần kinh 8 tiếng mới đứt. À, cái này là cái khó khăn mà khoa học lờ mờ, chỉ có Phật giáo duy thức học mới giảng rành thôi. Thành ra chết rồi không được đụng tới cái xác thân. Thành ra khi quý vị nói là tôi nhức đầu quá, thật ra cái đầu không có nhức, mà dây thần kinh óc nó nhức. Cái đầu, cái da đầu nó nhức hơi hơi à, nó không có nặng lắm. Cũng như quý vị nói bạch sư con nhức cái răng, tôi thấy ôm cái gì tôi hỏi, cái gì nó con nhức cái răng. Cái răng không có nhức, mà do cái chỉ máu ở trong răng nó sưng, rồi cái tâm, cái cảm giác mới mượn cái sưng đó làm cho nó nhức nhối. Quý vị uống thuốc hạ nhiệt thì hết, còn không thì vô bác sĩ nha y, nó lấy kim, nó chích cái này, nó lấy cái chỉ máu ra thì cũng hết nhức. Nhức là do chỉ máu, nhưng mà chỉ máu không phải nhức, mà do cái cảm giác mượn cái chỉ máu sưng để làm cho nhức. Quý vị đâu có để ý trong người quý vị, quý vị chả biết gì hết. Do cái biết lờ mờ này, do mình mới khổ. Đức Phật có đau không nè? Có nhức cái răng này, có đau, có nhức không? Có không nè? Ai nói có đưa tay lên nè. Đưa cho mạnh lên chứ. Ôi, cảm ơn, để xuống. Ai nói không đưa tay lên nè. Vậy Đức Phật cũng đau như mình phải không? Phải vậy không? Ai nói phải đưa tay lên nè. Ôi, cảm ơn, để xuống. Có một số ít nè. Con số nhà lá này là đưa tay thôi, còn mấy cái nhà lầu này thấy nín tình hết. Đức Phật này nhất, nhưng mà ngài khổ không nè? Khổ không? Ai nói Đức Phật khổ đưa tay lên nè. Tại sao ngài nhất mà không khổ? Rồi mình có nhất không nè? Ai nói mình bệnh mà mình không nhất đưa tay lên nè. Ai nói mình bệnh mình nhất đưa tay lên nè. Rồi để tay xuống. Rồi mình nhất mình khổ không nè? Ai nói mình nhất mình không khổ đưa tay lên nè. Ai nói mình nhất mà mình khổ đưa tay lên nè. Thôi cảm ơn, để xuống. Rồi Đức Phật nhất có khổ không nè? Không thì ngài sống thì sao? Tại sao ngài cũng nhất mà không khổ, mình nhất mà là khổ? Trong thân quý vị mà quý vị không để ý đó. Cái nhất nó phát hiện ở đâu? Cái nhất phát hiện ở đâu? Hả? Còn cái khổ nó phát hiện ở đâu? Ôi ơi, tôi dạy giảng hoài mà bây giờ hỏi lỗi mấy chuyện đặc thiết. Cậu đâu là vừa. Cái nhất phát hiện ở đâu? Mới giảng đây nè. Phát hiện ở đâu? Ở cảm giác. Cảm giác là cái gì? Cảm giác là cái gì? Của thiền.
không có nghĩ cô đâu. Cảm giác là cái gì? Cô nào chạy rồi bắt chịu cô chạy sao? Cô nào mập mập nó chạy cho nó ốm một chút, chút xíu ăn cơm nó mạnh, nó bắt chịu cô chạy. Kính bạch sư, cảm giác phát hiện ở dây thần kinh, mượn thần kinh nó phát hiện ra cảm giác. Cái gì phát hiện cảm giác? Kính bạch sư, linh hồn nó phát hiện qua dây thần kinh thì nó cho cái cảm giác. Nếu mà cảm giác vui thì nó lạc thọ, nếu cảm giác buồn thì khổ thọ, mà không vui không buồn thì bất lạc bất khổ thọ. Tôi hỏi cô là cảm giác phát hiện ở đâu? Kính bạch sư, phát hiện ở dây thần kinh. Thần kinh, cô có mấy dây thần kinh? Dạ có 6 dây thần kinh. 6 dây thần kinh hả? Mắt, dây thần kinh mắt, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc. Vậy là 6 dây phải không? Dạ. Rồi dây thần kinh nào phát hiện cảm giác? Dạ, 5 dây thần kinh đầu thì phát hiện cảm giác. Còn dây thần trung cu thần kinh thì phát hiện tư tưởng. Giỏi, cho anh Tràng phó tay đi, ít ra cũng vậy chứ. Tưởng đâu do 6 dây thần kinh cảm giác hết thì tôi cạo cái tóc cô đó. Có 5 dây thần kinh cảm giác thôi. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thần. Còn dây thần kinh ốc thì nó chi tế hơn là dây thần kinh cảm giác. Đó là chỗ phát hiện của tư tưởng. Thì Đức Phật cũng sống với 5 dây thần kinh giống như mình. Nhưng mà tư tưởng này không có phát hiện ở ốc, mà là cái trí tuệ. Rồi chúng ta phải học tới đó này. Tôi chưa có giảng kỹ, tôi có giảng mà không kỹ. Tôi tính bữa nay giảng nè. Ở Vĩnh Long tôi có giảng rồi, nhưng mà chắc tiếp thu không nổi. Chỉ có ở đây thì hy vọng. Ở đây quý vị nghe nhiều quá rồi. Thì nên nhớ ha, cảm giác đau, dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Dễ chịu là gì? Dễ chịu là lạc thọ. Khó chịu là gì? Khổ thọ. Không dễ, không khó là gì? Vững dưng, bất lạc, bất khổ. Thì chỉ có phát hiện ở mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 5 dây thần kinh đó thôi. Còn thần kinh ốc nó khác với thần kinh của mắt, của tai. Mắt, tai chỉ cho cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Còn dây thần kinh ốc là trung khu thần kinh. Tức là mắt, tai, dây thần kinh, thị giác, thính giác, khứu giác đều đưa lên ốc hết. Rồi ốc mới giải thích. Mà giải thích chính là tư tưởng. Thì chính cái giải thích này mới làm chúng sanh đau khổ. Đức Phật không có sống bằng cái giải thích. Giải thích là do cái gì quý vị biết không? Sở dĩ mình giải thích được là do cái gì? Do cái nhớ và cái quên. Tư tưởng là nhớ và quên, tôi có giảng rồi. Cảm giác là do xúc và ly. Còn sắc thân là do sắc và không. Tôi có giảng chưa? Đã quên hết rồi. Trời ơi, cái đó phải nằm lòng. Thì tôi hy vọng có Trà Vinh này thôi, chứ còn các nơi không hiểu nổi tôi. Tôi giảng có lắm, thấy không? Thành ra cái tư tưởng nó nhớ và quên. Mà muốn nhớ thì làm sao? Tôi hỏi quý vị đó hồi tuần lễ trước, tôi giảng cái gì? Thì quý vị đập cái đầu để con nhớ lại coi. Thì muốn nhớ phải làm sao? Phải moi trong cái linh hồn, coi kỳ trước sư giảng rồi nó bỏ cái chủng tử vô đó như thế nào. Thì cái ý chí là cái nghiệp á, mới vô trong đó nó moi. Mãi nó moi không ra, nó nói con quên rồi sư, thì không trả lời được. Còn nó moi lại, nó thấy cái chủng tử mà kỳ trước sư giảng bây giờ còn nhớ đó, nó mới cung cấp cái chất liệu cho tư tưởng. Tư tưởng mới trả lời. Thành ra cảm giác nó đưa lên dây thần kinh, mà cảm giác chỉ là dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Nó không có giải thích được. Thì nó nhờ dây thần kinh ốc. Mà thần kinh ốc thì không phải là giải thích, mà nó là cái cơ quan để tư tưởng mượn để giải thích. Giống như cái ống, cái tiếng nói. Cái ống loa là cơ quan làm phát hiện cái tiếng nói của tư tưởng. Tư tưởng mượn cái ống loa để phát ra tiếng nói của tư tưởng, của làn sóng, chứ không phải của ống loa.
thì ở đây cũng vậy. Tư tưởng nó mới mượn cái óc để trả lời. Mà tư tưởng thì nhớ hoặc quên. Thì khi mà cái mặt na ý chí moi trong cái linh hồn, nó nằm bàn bạc trên không gian, những cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm đều chứa trong đó, không mất một cái nào hết. Nhưng mà moi được hay không là do con người có tu hay không tu. Nếu quý vị làm ác thì quý vị ngay bây giờ đã mất rồi. Còn quý vị làm thiện thì có chuyện cả 10 năm, 30 năm hồi lúc nhỏ quý vị vẫn còn nhớ. Thành ra những người nào nhớ dai là những người đó sống sống thiện. Còn những người nào mà hay quên đó là những người sống ác. Cầm cái chìa khóa chạy đi kiếm chìa khóa là con người đó làm sao? Tán loạn. Có không? Có khi nào ở nhà xảy ra rắc rối tùm lum rồi cầm cái chìa khóa chạy đi kiếm không? Có kỳ cơm ăn đưa tới lỗ mũi không? Có không? Thì quý vị có lúc đó là ngạ quỷ súc sanh, chứ không phải người ta. Thân người ta mà tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh. Gia đình nó rối bèo hết. Ông chồng mình nghe nói ổng có vợ bé, mấy đứa con đi xì ke ma túy, thì rồi là bây giờ không còn tỉnh táo gì hết. Cái cảm giác là nó bất an thì nó đưa lên ốc, ốc bắt đầu rối loạn, không còn biết cái gì hết trơn. Thành ra quý vị muốn sống an lạc là quý vị phải tập trung kỹ mạnh lâu sâu. Khi bị người ta chửi mà nổi sân thì làm sao? Niệm Phật đè nó xuống. Mà đè không nổi nữa thì niệm Phật làm sao mà khỏi đế mạnh hơn nó đè xuống nữa. Còn mà nó còn nổi sân nữa thì làm sao cho nó tràn đầy A Lại Gia tự nó tống ra. Rồi mà tống nó trở vô thì mới đè mạnh được. Còn không nổi nữa thì chìm lắm trạng thái niệm Phật. Mà nó quá tải nữa thì quánh lộn thôi. Hết rồi, cái sức mình tới đó là hết rồi. Mà nếu người ta tu được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, người ta có thể lết qua những cái sân. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm trừ được cái gì ha? Chắc không biết. Trừ được cái nghi và cái buồn ngủ. Rồi niệm Phật khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, trừ được cái gì? Có hạnh. Bây giờ niệm Phật đếm từ 1 tới 10 thì trừ được cái gì? Trừ hôn trầm. Rồi niệm Phật khỏi đếm trừ cái gì? Cầm cái máy đi chứ, chạy không có chạy đâu. Mô Phật, niệm Phật khỏi đếm thì trừ được tham dục. Ủa? Ừ, khỏi cần niệm Phật nữa. Giờ cô nói trừ nghi. Rồi khỏi cần niệm Phật thì trừ được cái gì? Mô Phật trừ được sân. À, rồi chìm đắm trạng thái niệm Phật trừ được cái gì? Mô Phật phóng vật. Giỏi. Rồi ra khỏi trạng thái chìm đắm tứ thiền đó trừ được cái gì? Mô Phật ra khỏi trạng thái đó thì trừ được tham dục. Giỏi, cho anh Tràng phó tay đi, giữ không? A Di Đà Phật, thôi để không say rồi đó. Tôi tưởng đâu quên hết rồi á. Tự coi chừng cái đầu tóc nha. Thì cái này tôi giảng hết rồi, mà tôi ít có ôn lại, bữa nay ôn lại tôi muốn vô Bát Nhã đó. Thì có cô gì, cô Bi đó. Cô nói bữa đó sư giảng ở Vĩnh Long hay quá, mà ở đó không ai hiểu. Giờ bữa nay ở Ngọc Trường sư giảng lại. Tôi nói cha giảng lại thì dễ mà không biết hiểu nổi không. Để tôi ôn thử coi, coi cỡ nào. Nếu mà khá thì tôi giảng lại. Vì cái đó là tôi giảng qua đứa tạp niệm và nhất niệm cho tới vô niệm. Khó hả? Cái đó là quả người trời qua nhập lưu. Thì ở đó là tăng ni không à. Mà học một năm đó có mấy thời à. Thì nói những năm tôi lên 5 lần hay 6 lần vậy đó. Mà tăng ni đúng là phải tiếp thu á.
Nhưng mà không bằng phân nửa ở đây. Tôi nói cái hiểu biết kém quá, đâu có gặp tôi đâu. Một năm lên trển kiết hạ, tôi lên được có 5-7 lần vậy đó. Còn ở đây nghe nhiều lần. Ở đây thì tôi thấy giỏi, tôi có thể giảng được, có thể giảng qua Bát Nhã. Cái mục đích của tôi là muốn quý vị qua Bát Nhã. Đạo người trời thì người ta giảng quá nhiều rồi, còn đạo Phật thì chưa có ai đụng tới. Ở thời Thái Sử Di Lặc Ta thì chưa có đạo Phật. Tới chừng ngày ngồi 49 năm nhập định với cội Bồ Đề bắt đầu mới có đạo Phật, mới có tứ sa môn quả. Mà tứ sa môn quả là cái gì? Nó khác với đạo người trời sao? Tôi trăn trở với nó 40 mấy năm nay, bây giờ tôi mới hiểu được thì tôi gần chết rồi. Thành ra tôi cũng chưa sống được. Tôi hiểu khá rành rõ. Thì ai ở Trà Vinh thì biết nó. 2 năm đầu tôi giảng bài kinh 66 rặt rồng tư tưởng không, tôi không thỏa mãn. Tôi mới nhào lên xin sư thức tỉnh. Tôi tịnh, tôi ở tịnh dưỡng hết tháng mấy, tôi trở về Phật tử thỉnh giảng nữa. Tôi giảng bài kinh 5 mấy nữa, có Bát Nhã, có tư tưởng. Bây giờ mới khá khá. Rồi đó có 6 câu, sau này tới 7 câu. Rồi tôi thấy cũng chưa rặt rồng Bát Nhã, tôi chưa thỏa mãn. Tôi mới giọt lên Đà Lạt. Tôi tịnh tu ở trển. Thì sau tôi trở về thêm 3 câu nữa là 10 câu. Kỳ này mới rặt rồng Bát Nhã đó. Tôi mới thấy tương đối là tôi thỏa mãn. Rồi tôi muốn quý vị hiểu. Tôi giảng không chỗ nào hiểu hết, chỉ có cái Trà Vinh này thôi. Mà ở đây thì đầy đủ tiện nghi, có bản. Còn ở tỉnh xá tôi là không có bản. Vì tỉnh xá tôi là nghe rồi đi về, không có nước uống, không có cháo ăn nữa. Còn đây là về chiều có hủ tiếu đồ. Ở đây đầy đủ tiện nghi. Chứ cô ở đây thì vấn đề ăn làm chứ. Còn tôi ở đâu có cái mà cái giảng đường rộng như vậy. Có bản nhưng mà không có giảng đường. Không có micro đầy đủ như vậy đâu. Có đây đầy đủ hả? Tôi giảng ở Vĩnh Long nghe không hiểu gì hết. Rồi có quý sư còn phê bình tôi. Sư sống không giống ai hết, sư giảng pháp cũng không giống ai hết. Tôi nói giống ai bây giờ? Giống tôi thôi. Rồi tôi giảng không có trong kinh. Tôi đọc kinh hết nhưng mà tôi giảng theo tôi. Tôi không có nhớ danh từ và tôi không có thuộc lòng. Tôi giảng bằng cái sự suy gẫm của tôi. Đố mà quý vị nghe quý vị ăn lợi được. Nó phải có một cái định lực và có một cái thiền định nghiền ngẫm sâu sắc trong đó mới giảng được, chứ không phải dễ dàng. Thì tôi tính nghĩ mấy lần rồi, tôi chán quá tôi đi rồi. Tôi thấy vì có hy vọng ở đây thôi. Ở Vĩnh Long mà tăng ni không à, tôi thì tôi hy vọng ở tăng ni. Nhất là khất sĩ là rảnh rang nhất. Không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, không vợ, không con. Thì còn cái gì bằng sống thời buổi này mà ăn mặc ở bệnh khỏi lo gì hết. Như tôi bây giờ có tiền làm cái gì? Sáng muốn mà ăn đó thì ôm có bát, quải có bát đi xin ăn. Về Phật tử sức thêm. Tôi đâu có hút thuốc, đâu có uống rượu, đâu có gì đâu. Thì hãy sáng đổi bụng vô ôm có bát đi xin ăn rồi về có 30 ngày sức bát của Phật tử. Rồi giải quyết cái món ăn. Ngày một bữa ngọ chai đạm bạc, thể ít nhiều lê quắc tùy duyên. Và mặt thì sư trưởng cho có 2 bộ thôi, trừ mấy người già bệnh. Tôi bây giờ không được nha, tôi già bệnh rồi. Thì hồi xưa tao có 2 bộ, dắt chánh có 1 bộ. Về sự mặc đủ che thân thể, không xe xua, không vẽ phù hoa. Tấm y bá nạp như hòa, đám mây mà chở khách ta bà dân du. Ban ngày thì đắp vô đây, ban đêm thì làm mền. Ngủ thì ngủ dưới gốc cây, hoặc là có cái lá cốc đơn sơ. Nó gọn quá, ăn mặc còn ở thì liều lá đơn sơ. Hết rồi, còn bệnh thì Phật tử phải lo. Không lo thì chết, có gì đâu. Để mình lo Phật tử là Phật tử sợ không dám cho tôi chết. Vì tôi cũng muốn tôi chết mấy lần, Phật tử không có chịu đâu. Cúng thuốc, ốc, nhốc, cốc hết trơn. Đồ ăn, đồ uống đem vô mà cúng nhiều chừng nào tôi bệnh nhiều chừng nấy. Bệnh là phải tịnh dưỡng chứ đâu phải là uống thuốc. Như hôm qua đó Ngọc Trường này gửi cái gì đồ bổ cho tôi đó. Ăn vô một đêm nó đi cho 5-6 lần. Nó ỉa muốn chết luôn.
nào là cái gì yến á, nước yến mắt lông một đống trong đó, rồi thêm sâm, thêm gì trộn 4-5 thứ, bổ lắm sư ơi, bổ lắm sư ơi. Tôi uống vô mặt đêm nó đau bụng, nó làm ỉa cho 5-6 lần, tới sáng là tôi đừ luôn. Tôi nói bổ là vậy đó, cơ thể nó đâu còn tiếp thu nữa, nó là hư, máy nó hư rồi, đút vô bổ vô chừng nào còn chết chừng nấy. Cái máy nó là hư, đổ xăng vô nó chảy tùm lum. Rồi nó có lắm, muốn ai là phải tịnh dưỡng, nhất là mấy ông tiên, khẩu khai thần khí tán. Ông tiên ít có chịu nói, ai nói là không có sống lâu, mở miệng rồi cái khí nó ra. Nhưng mà đạo Phật thì không có cần chết sớm cũng được, miễn làm sao mà giải thoát thôi. Đạo Phật đặt cái giải thoát làm quan trọng, chứ cái sống chết không quan trọng. Còn mấy ông tiên thì sống lâu, ông nào nấy cũng 700-800 năm. Còn Phật có ông có 30-40. Mà vấn đề tịnh độ này là hay nhất. Nếu mình mà chết mà sanh về cõi trời đó thì luân hồi, hết phước luân hồi, về cõi Phật sướng hơn. Mà giờ cõi này đâu có cõi Phật, thì Phật Thích Ca mới giới thiệu có cõi Cực Lạc đó. Còn giáo hội, còn Phật còn sống. Còn cõi này là Phật chết 2000 mấy trăm năm rồi. Thành ra tôi giờ mới nghiêng về tịnh độ. Tôi vẫn tu thiền, nhưng mà tôi phát nguyện, phát nguyện về tịnh độ. Thành ra tôi về đó tôi đợi quý vị. Chắc tôi cũng không sống lâu đâu. Tôi biết cái máy tôi nó rã hết rồi, 70 mấy tuổi rồi, nó xúc bù lon hết rồi. Giờ siết lại thì nó lỏng le, nó cũng xúc nữa. Thì thôi, cỡ tuổi này là đi cũng vừa. Trong kinh mấy cổ đức ta nói, nhân sanh thất thập cổ lai hy. Con người mà sống 70 trở lên là xưa nay ít có. Rồi tôi 70 mấy rồi, có gì cũng thỏa mãn rồi. Thường thường quý vị, cái xe quý vị xài 30-40 năm, quý vị nó hay quá, nó tốt. Cái xe, cái bàn máy của tôi, cái Honda, tôi chạy 30-40 năm mà tới giờ cũng chưa hư. Mà cái xe này chạy 70 mấy năm rồi, còn muốn gì nữa. Nó chạy lâu quá rồi, không xăng, không nhớt vậy mà nó cứ chạy hoài hoài. Vậy là cũng vừa rồi. Nhưng mà tôi không muốn về cõi trời, tôi muốn về cõi Phật. Thành ra tôi phải tìm cái môn tịnh độ cho tôi, đồng thời giúp cho quý vị, để chúng ta đồng về đó hết, đồng thành Như Lai. Tôi nói Như Lai chứ không nói A-la-hán. A-la-hán không thành vấn đề, Như Lai tức là thành Phật Tổ. Thì chỉ cái dễ dàng nhất chúng ta là có nhất niệm. Mà nhất niệm thì sanh về cõi trời, thêm cái phát nguyện nữa, thì 100 người về cõi Phật A-di-đà hết 100. Có dễ như vậy đâu. Mà nhất niệm là cái gì? À, vấn đề đó còn khác. Có người nói bạch sư, con niệm ngày 1000 câu. Mà nói bằng 1000 ăn thuốc vậy tôi 1000, tôi ngày niệm tới 3000. Mà kia nói bà 3000 ăn thuốc vậy tôi 5000. Mà nói ông 5000 ăn thuốc vậy tôi 8000. Mà kia nói 8000 thuốc tôi 1000 niệm 10000. Nhất niệm chưa sư. Tôi nói không có người nào nhất niệm hết đó. Nó khó vậy đó. Nắm không đúng là không giảng sanh. Pháp môn tịnh độ rất dễ mà rất khó. Dễ là niềm tin vững chắc, khó là cái niềm tin còn cái chút nghi ngờ, không giảng sanh. Thà rằng như mấy bà già trầu không biết gì hết, cứ một lòng niệm Phật cầu A-di-đà tiếp dẫn, không biết cái gì hết. 10 người giảng sanh hết 10, còn bắt đầu học hỏi giáo pháp, bắt đầu có cái nghi, nhất là cái pháp môn tịnh độ. Bên thiền tông, bên tứ niệm xứ, bên minh sắc tệ, nó bát một cái là chới giới liền, hỏng chân liền. Tại sao vậy? Tại thế giới Cực Lạc là thế giới nằm ngoài tam giới. Thế giới không phải của tư tưởng thiện, không phải tư tưởng ác, mà thế giới của trí tuệ, thế giới của hào quang, thế giới của chuyển biến sát na. Thế giới không có hiện tại, không có quá khứ, không có vị lai, mà thế giới của hiện tiền. Làm sao hiểu nổi? Thành ra tịnh độ hiểu là hiểu cho tới nơi tới chốn, còn không thì thôi. Còn thứ Úc bỡ mở là không giảng sanh, 10 người là mất hết giảng sanh, hết chín.
Thành ra tôi thấy nó hơi khó. Thì kẹt ở đây quý vị lên lưng cọp rồi, rồi vô xuống cũng không được. Quý vị đang hiểu nửa nạc nửa mở. Thành ra tôi muốn quý vị hiểu tới nơi tới chốn, thì có hy vọng là ở Ngọc Trường đây thôi. Còn các nơi thì tôi đầu hàng rồi. Bây giờ thỉnh tôi đi giảng thì tôi làm nửa nạc nửa mở rồi. Làm sao mà hiểu được? Ít nhất phải nghe tôi là 50-60 lần liên tục hoài thì mai ra mới có hiểu pháp môn Tịnh Độ. Còn nếu giảng như người trời thì dễ tốt. Giảng sơ thiền như nãy cô Hạnh nói đó, thì tầm là trừ hôn trầm sát trừ nghi. À, rồi là sân tầm sát hỷ thì trừ sân, lạc thì trừ phóng dật. À, rồi tứ thiền thì trừ tham dục. Đó là những cái pháp của người trời mà chưa chắc quý vị làm được nữa, chưa chắc quý vị hiểu nữa. Vì thấy bây giờ đâu có ai giảng rành. Nhưng cái đó không phải là đạo Phật. Cái đó chỉ giảng sanh về cõi trời thôi. Còn nếu thêm cái phát nguyện nó về cõi Phật thì cái này ai biết. Thành ra cái tranh bày tôi niệm 10.000 tiếng, tôi niệm 20, tôi niệm 30.000 giảng sanh không sư. Bây giờ niệm 1 tỷ tiếng mà không được nhất niệm không giảng sanh. Mà nhất niệm là sao? Mình niệm rồi chỉ nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 nó phóng kéo trở lại, đâu có ai nhất niệm được. Rồi niệm Phật khỏi cần đếm nữa, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, mà tới 100 tiếng nó phóng nữa kéo lại cũng chưa nhất niệm. Mình phải hiểu nhất niệm là hiểu cho rành. Khi nào nó tràn đầy cái linh hồn tự nó ra, rồi mình tống vô, nó đã đầy rồi, nó tràn ra. Rồi tống vô, nó tràn ra, không cái gì xen tạp được hết. Đây mới là nhất niệm. Người ta dùng nói là không niệm, tự niệm gì đó. Thì người ta tưởng này là đạo Phật. Nó giống hệt như là thánh thứ nhì. Nhưng mà không phải đạo Phật. Nếu không phát nguyện là không giảng sanh. Còn quả thánh thứ hai tức là nhất giảng lai thì có thể lắng nghe. Lắng nghe nó khác làm sao? Thí dụ bây giờ tôi niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm khỏi cần niệm Phật. Thì tôi nghe tiếng người ca giọng cổ, tôi nghe tiếng múa lân, tôi nghe tiếng xe, tiếng chim hót. Tôi gạt hết tất cả, tôi tập trung vào con niệm Phật thôi. Thì đây là nhất niệm. Còn bây giờ tôi nghe hết, nghe tiếng niệm Phật, nghe tiếng xe chạy, nghe tiếng múa lân, nghe tiếng ca giọng cổ, mà tôi trở về cái nghe. Quý vị chưa biết cái này đâu. Chút bữa nào rảnh rồi tôi giảng. Tôi tính bữa nay giảng cái đó đó, nhưng mà thấy sớm quá quý vị không nắm được đâu. Thì tôi nghe tất cả, mà tôi trở về với cái nghe, cái tánh nghe. Chứ tôi không chạy theo cái tiếng. Thì đây là đạo Phật.